kiểu này là giống như được hãng tái sinh lần hai anh chị. Thì đây là cái iPhone 13 Pro Max 1978. Khi mà hãng á, họ thanh lý ra ngoài á, thì họ sẽ thay lại những cái linh kiện mới anh chị ha. Họ nhập lại của người dùng mà họ cảm thấy cái linh kiện đó không đạt tiêu chuẩn nữa, thì họ sẽ thay mới hết. Thì giống như là một cái máy được sản xuất lần hai vậy thôi anh chị. Đó, pin 100 nè, chị thấy không? Còn cái vỏ em này á, ngoại hình thì em nói là nó giống như một cái máy anh chị bóc hộp ra làm sao nó y chang vậy, không khác biệt ha. Và quan trọng nhất là anh chị biết sao, giá em này nó quá yêu, nó chỉ trên mấy cũ đúng 700-800 nghìn thôi anh chị, mà trong khi nó là toàn bộ là chuẩn chỉ hết, và linh kiện hãng thay vô á, thì nó đã có được xác minh là linh kiện chính hãng, mình đâu có lo nữa anh chị. Kim cương á mà đi kiểm định á là phải tốn tiền, còn cái này á hãng nó kiểm định cho mình luôn mà miễn phí, chả tốn đồng nào hết. Thì nó y chang một cái chiếc máy new siêu ra làm sao á, thì cái quy trình đó nó hình thành những cái chiếc máy này ha, nó lắp ráp y chang vậy luôn, chứ nó không phải giống như con gà con vịt mà đẻ là nó có nha anh chị. Đó thì một cái máy new siêu hãng cũng phải lắp đặt từ cái màn hình, từ cái men, từ cái pin đồ để cấu thành một cái chiếc máy giống vậy đó. Và những cái hàng iPhone 13 Pro Max 1978 nó riêng và những cái mặt hàng khác 1978 nói chung á, thì chất lượng nó đảm bảo lắm chị, chắc chắn là nó phải ngon hơn mấy cũ nhiều lần rồi. Tại vì mấy cũ người dùng, anh chị biết là người dùng họ dùng, mình đâu có quán xuyến được cái chất lượng nó đúng không. Còn như cái hàng này là hãng họ thanh lý ra ngoài, thì khi mà hãng họ thanh lý á, cái điều đầu tiên đó, họ chạy chẩn đoán lại chiếc máy và họ kiểm định lại cái chất lượng nó ok hãng mới bán ra anh chị. Mặc dù là họ bán thanh lý nhưng mà cái cách làm việc của hãng thì không bao giờ thay đổi anh chị, chứ không phải là mình suy nghĩ ôi nó bán thanh lý là hàng này hàng hư, hàng sửa, hàng dựng nó mới bán chứ dễ gì để thanh lý. Không phải, cái quy định của hãng là vậy, họ chỉ bán máy mới thôi anh chị. Và khi họ niêm yết ở trên website của họ là những cái dòng iPhone mới nhất bây giờ, giống như iPhone 15, iPhone 14 là họ dở kệ luôn, họ không còn để niêm sai nữa. Thành ra em nói những cái hàng mà đời cũ hơn á thì họ vẫn bán ha, nhưng mà họ bán là bán sỉ, có nghĩa là bán số lượng lớn dành cho công ty nào có tiềm lực á thì họ nhập về đó. Và khi hãng bán á thì họ đều dán chiếc máy này, chị anh chị thấy không, bán cái dòng chữ rất là chính xác à, như là những cái máy này á được hãng bán ra nguyên trạng và không bảo hành chính hãng.